Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, đi sâu vào trong đời sống của người dân, tạo hình ảnh đẹp, lan tỏa khắp cộng đồng. Qua đó thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân và xã hội tham gia, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2022. Những khẩu hiệu quen thuộc như sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, máu cứu người ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta, hay hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, đã không còn xa lạ với mọi người, bởi trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia. Là một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ, thì bản thân tôi rất tự hào khi hiến một giọt máu để cứu được giống một mạng người, để giúp những người đang cần máu. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thì rất là tuyệt vời. Các bạn tạo lấy một tình nguyện cho xã hội, giúp cho xã hội có cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Trong quý 3 năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố đã phối hợp với các đơn vị thành viên vận động và tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu. Sự phát triển của phong trào không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn vì cộng đồng xã hội. Trong nhiều năm qua thì kết quả hoạt động hiến máu trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thì rất có hiệu quả. Các cấp bộ đoàn, rồi các hội viên phụ nữ, rồi đoàn viên công đoàn, hội viên chữ thập đỏ và tình nguyện viên chữ thập đỏ đã đóng góp rất là nhiều trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn quận, mang lại nhiều kết quả rất là phấn khởi. Đó là một cái nghĩa cử cao đẹp đối với những người mà được nhận máu và những người mà hiến máu. Đồng thời, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng ngừa và ứng phó thiên tai thảm họa, vận động kêu gọi xã hội hóa và phối hợp với các đơn vị cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt và dịch COVID-19 trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Qua đó đã trợ giúp cho hơn 20.000 lượt người với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, với cái sự quan tâm của chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng và thực sự là sự đồng hành của rất nhiều các tổ chức cá nhân, thì càng ngày cái hoạt động của Chữ thập đỏ nó thu hút được nhiều tổ chức cá nhân tham gia, các doanh nghiệp, các đội nhóm, các tổ chức thiện nguyện thì cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong cái việc là vừa vận động nguồn lực mà vừa hỗ trợ về công sức và kể cả là hỗ trợ về kỹ năng để cho những cái người yếu thế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hưởng lợi. Những nỗ lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trong triển khai hoạt động nhân ái đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội đối với hoạt động nhân đạo. Từ đó tiếp tục lan tỏa, nhân rộng nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.